Chào các bác, đây là đồng hồ của bác Hải ở Bắc Quang, Hà Giang gửi cho em. Số điện thoại cuối là 13287. Chị em. Đấy, bây giờ cái hộp của bác này. Cái hộp này của bác ấy, bác yêu cầu làm những cái việc sau. Đó, đây là đồng hồ của bác này. Bác sửa giúp em lau dầu, kiểm tra, khắc phục và sửa lỗi. Đeo bình thường không sao. Đeo đi xe máy thì bị chết, không chạy nữa. Nếu phát sinh thêm lỗi, bác sửa hoàn chỉnh giúp em. Đó, đây là cái đồng hồ của bác ấy. Rồi em sẽ mở cái đồng hồ này ra. Bác nào cần thì liên hệ với em số Zalo nhé, 0977 362 814 nhé. Em tư vấn mắt bệnh màu da cho bác nhé. Với cái đồng hồ này ấy, thì sau này em sẽ đánh bóng cho bác ấy. Nếu mà là hoàn thiện xong ấy, đánh bóng qua cho bác ấy, nó đỡ xước. Cái này ấy, thì không cần phải tháo ra nha các bác nhé. Không cần phải tháo chốt này ra, thì em vẫn có thể tháo được đồng hồ ra bằng cách này các bác này. Em kéo cái này xuống là xong. Đấy, kéo này xuống là em có thể tháo được đồng hồ ra rồi. Đấy các bác thấy không? Rất đơn giản đúng không? Đấy, nhiều thợ không để ý, không biết tháo cái này ra. Đấy, phải tháo chốt ra, nhưng em không cần tháo chốt ra em vẫn có thể tháo được cái đồng hồ ra. Đó, đúng không? Đấy, rất đơn giản thôi. Đó. Rồi, giờ em sẽ tháo cái đồng hồ ra. Đồng hồ này là máy Citizen, khá là bền đấy này. Máy Citizen. Đó. Để zoom lại gần một chút cho các bác xem nhé. Con này lau dầu. Trước tiên là con này rất nhiều dầu này. Em nhìn qua em thấy là con này dính dầu rất khá là nhiều. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tháo chốt này ra để kiểm tra cái đồng hồ này. Đó. Để lau qua cho đồng hồ này cho bác. Đó. Rồi. Mình phải tạo cái vỏ ra ngoài nhá. Đây là cái căn của nó. Đó. Lắp cái núm ti vào. Đây sẽ lên cót tay. Đấy, lên cót tay. Nếu không lên cót tay thì mình sẽ lên tự động rồi này. Đấy, là ok. Đó. Mình có tại được không sao cả. À, vẫn đang chạy nhé. Vẫn đang chạy nhé. Bác ấy bảo là con này lo sửa lỗi đeo bình thường. Bình thường thì không sao này. Bình thường vẫn đang chạy này. Nhưng khi đeo đi xe máy, tức là đeo vào tay ấy thì bị chết. Tức là vào đập mạnh bị chết. Đó. Đó. Con này em sẽ rút ra em chỉnh giờ xem sao. Con này đây, em sẽ quay xem lịch, xem kiểm tra lịch trước nhé. Đây. Đến 9 giờ đã bắt đầu được kéo lịch rồi này. Anh em 12 giờ mới kéo lịch nhé. 9 giờ kéo lịch là sai nhé. Đây này em sẽ chỉnh cho bác ấy. Chỉnh cho bác ấy. Đó. 12 giờ kéo lịch xong rồi, thế là sai nhé. 12 giờ mới kéo lịch. Tại vì là 12 giờ mới sang ngày hôm sau đúng không ạ? Đó, thế là lịch kéo sai. Đây là cái này là do lỗi của thợ nhé. Thứ hai là em nhìn thấy cái kim giờ họ lắp hơi cao. Đó, chỉnh luôn. Kim giờ lắp hơi cao. Đó. Em chỉnh luôn này. Đó. Chỉnh luôn cái chỗ này cho bác nắm chỉnh luôn, nhưng mà cái này còn phải tháo ra lau dầu nữa các bác ạ. Đấy, thì em chỉnh qua tí để theo dõi thôi. Đó. Cho cái này lau dầu rồi,
là cứ để theo dõi qua một ngày một đêm đã cho an toàn. Đó, em nên có tay chạy nhé, vẫn chạy bình thường các bác nhé. Đó, vẫn thấy vẫn chạy bình thường, và thậm chí là tóc quay rất tít mù này các bác, quay rất tít, em thấy tóc quay khá nhanh này. Đó. Vậy thì cái này đang với những cái đồng hồ đang chạy như này ấy, thì mình phải theo dõi đã nhé, chưa làm vội, theo dõi đã. Đặc điểm của em là thế, em không làm ngay đâu, với những cái đồng hồ, tất cả đồng hồ đang chạy này mình phải theo dõi đấy. Đó, đó, đó lại đứng rồi. Đây, các bạn biết vì sao không? Đây, vì tay em này, em chạm vào cái kim dây này, chạm vào kim dây thì nó đứng thôi, rất đơn giản đấy nhá. Nhiều người không để ý, không biết. Đây em có thể bỏ ra này, bỏ như này ra thì không bao giờ nó chạm vào kim dây. Đó, đấy, với đồng hồ này phải theo dõi đã. Và con này thì em nhìn qua em thấy cái gioăng này của nó cũng xẹp hết rồi, gioăng xẹp rồi. Đấy, thì em nên thay cái gioăng này, thay cái gioăng này. Đó, này máy còn rất là đẹp này. Đấy, đang chạy như này thì mình phải bị nhiều thợ chữa lợn lành huyện què đấy, nên là em không vội làm đâu. Đó, rồi cứ tìm kiểm tra đã. Thì em thấy rằng hiện tại đấy là bác ấy bảo là đang lúc đeo vào tay ấy là nó sẽ chết. Thì thường thường hay bị, thứ nhất là tóc này, thường thường hay bị tóc. Đó, cái trục tóc, cái trục ấy các bác ạ. Nhiều bác ấy để ý cái tóc nhưng mà không phải cái tóc đâu, mà là cái trục tóc các bác nhá, cái trục, trục thẳng đứng này. Đó, thứ hai là cái hồi phút hồi giờ này. Đó, hai cái bệnh đó là hay bị nhất khi mình đeo vào tay ấy. Đó, rồi em sẽ khắc phục sau, mà em cứ để theo dõi đã. Rồi, chào các bác.